Chuyên mục ăn gì sáng nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một món ăn rất nổi tiếng của vùng Tây Nam Bộ được bán tại thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là món tằm bì. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân biên tập viên Nga Quỳnh khám phá món ăn này nhé. Chào ngày mới tất cả quý vị đang theo dõi Việt Nam ngày mới. Thưa quý vị có bao giờ thưởng thức món bánh tằm bì kèm với thịt nướng hay là xíu mại chưa ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì món ăn này cũng khá là khó tìm đúng không? Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì Nga Quỳnh đã tìm được một địa điểm để quý vị có thể thưởng thức món bánh tằm bì một cách chất lượng nhất. Quý vị ơi, ở đây thì cứ 5 giờ sáng là Nga Quỳnh thấy là đã bắt đầu có khách và càng lúc thì càng đông khách hơn rồi. Chủ quán thì luôn tay luôn chân quý vị ạ. Và đặc biệt đó nha, là nếu như mà quý vị thấy cái quầy này, wow, đủ sức hấp dẫn quý vị chưa? Nga Quỳnh chắc chắn là đi qua thôi là mình đã kích thích tâm hồn ăn uống của tất cả quý vị rồi. Thôi thì bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ vào để thưởng thức món ăn này ngay nha. Mời quý vị. Gia đình có truyền thống mà bán bánh tằm bì từ cũng rất là lâu rồi. Bánh tằm làm từ những hạt gạo mà dẻo nhất, mà ngon nhất của quê tôi á, Sóc Trăng á. Giờ lại tất cả các loại thịt thì mình phải chọn là thịt nóng, bì nóng. Tất cả nguyên liệu đây là gia đình mình tự làm hết. Nem nướng thì ở đây thì anh cũng là mua thịt về tự xay. Thịt nướng thì anh mua thịt về tự ướp. Trong cái thành phần một hộp bánh tằm bì á, thì tôi để trước tiên là rau nè, tất cả các loại rau nè, salad rau thơm, hành giá, bánh tằm, rồi bì, rồi thịt. Nếu mà khách hàng mà thích ăn thịt nướng không á, thì để thịt nướng không, còn thích thêm topping á thì tôi để thêm là xíu mại với chả giò. Cứ ăn bữa hay bữa vậy là ghé, chiều được chiều cũng vẫn có. Chiều bán tới 8-9 giờ mà ăn rất là ngon. Nhất là bánh tằm là nước cốt dừa rồi rất ngon, thịt nướng đúng gia vị. Nước mắm vừa ăn, bánh tằm bì nó ăn ở chỗ này khác hơn với chỗ người ta. Nem cũng ngon lắm. Thưa quý vị, và đây là một phần ăn mà chủ quán đã đặc biệt chuẩn bị cho Nga Quỳnh đây nè. Có rất là nhiều các thành phần nguyên liệu khác nhau nha quý vị. Đây, chả giò, sườn đây nè, nem nướng, xíu mại nữa ạ. Và chủ quán thì cũng đã rưới sẵn nước cốt dừa lên đây cho Nga Quỳnh rồi. Và mình sẽ cho thêm một chút xíu nước mắm chan vào. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa sáng với nhau nha. Nga Quỳnh mời quý vị. Phải nói rằng là xuất sắc quý vị ơi. Những cái topping ở đây Nga Quỳnh ăn á, thì mỗi loại đều rất là vị, rất là vừa ăn. Cuối cùng thì Nga Quỳnh cũng không quên chia sẻ địa chỉ chính xác để cho quý vị, số 5 đường Hoàng Thiều Hoa, quận Tân Phú quý vị nha. Mời quý vị sẽ đến đây và thưởng thức món ăn này cũng như là có một bữa sáng tràn đầy dinh dưỡng.